23 tháng chạp này, chuyện nhà báo trước khi lên chầu trời. Hôm nay gia đình mình lên trên chầu, không phải là đi chỉ một mình gia đình mình đâu. Nhà bà nó có cả một cây táo này. Những nhân tố bí ẩn lần đầu lộ diện. Táo cổ điển, táo bao tử. Năm nay là lần đầu tiên lên chầu. Dì sang đây để học hỏi kinh nghiệm nhà mình. Những tấm chiếu mới siêu công kênh. Bên trong vali là quần áo, dép lê, bông tai, khăn bông, đồ ăn dọc đường. Mình phải qua nhà bà chị của tôi. Bà chị của tôi việc mình làm được mới cho mình lên trời. 1001 bí mật của nhà táo được tiết lộ. Tôi chỉ mê mối một mình anh. Song rong kêu. Ôi giời ơi. Ngay bây giờ bọn tôi dọn nhà, sau đó bọn tôi mới đi hát karaoke. Đã vịn rồi là bọn tôi không hát, mà đã hát thì là bọn tôi không vịn nữa. Ngay hai ông đánh mặt tôi à? Cái gậy góp này của bà đánh vào đầu ông ý, không nhú não thì cũng bả xương bả vai. Mình ghé ngang cái cung của ông Thái Thượng Lão Quân để mình mua tiền đơn. Rồi rẻ nhất nhập xuống trần gian này, chiết thành từng viên nhỏ, đóng hộp bán với giá VIP cao nhất cho anh. Trời, tôi giống như rước hai ông về như có bức bình phong trong nhà vậy đó. Không hiểu lý do tại sao mà thao túng tâm lý được tụi mình để cưới về luôn á. Tôi là Anna Bắc Kim Thang. Em là Long Chín Tỷ Nghề ạ. Dạ vâng. Gọi ngày gọi đêm gọi sáng gọi tối mà xong rồi tôi chặn số điện thoại của nó, chặn số này nó lại gọi bằng số khác. Em là Phạm Văn Vinh, đến từ công ty rủi ro tài chính Thơ Nộ ạ. Rồi 200 triệu cơ à? Những vị khách không mời khiến gia chủ phát điên. Em có cái sĩ diện của một con lợn. Em phải có nhân cách tự tôn của thằng đó nó thuê. Trời ơi. Cuộc đoàn tụ bất ổn với những vị khách được mời nhưng khác hệ. Nhà nói được cả vợ cả chồng. Bóc phốt drama tạo ấn tượng thì người ta mới chú ý. Mày phải giật tóc móc mắt rồi tung nóc nhà lên vậy đó. Tại sao mọi người phải đi làm? Ô hay nhờ. Sống cho cuộc đời của mình. Mình thích nghỉ, mình thích tự do thì nghỉ. Hội Gen Z bây giờ là thế, cực kỳ ấn tượng. Yeah! Cực kỳ là mạnh dạn. Yeah! Cực kỳ là thẳng thắn. Yeah! Nó rất chi là sai. Yeah! Trời phạt đấy biết chưa? Tất cả có trong Táo Quân Tiền Truyện Gia Đình Táo, phát sóng độc quyền vào lúc 20 giờ ngày 14 tháng 1 2023 trên ứng dụng TV 360.